Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của nhóm bạn công nhân. Chương trình của chúng ta hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Mỗi tháng có hơn 17.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Việt Nam còng lưng gánh nợ công ngày càng chồng chất. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mỗi tháng có hơn 17.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1/2022 sáng 29 tháng 3/2022, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn là 35.700 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 11.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,1%. Hơn 4.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 16,7%. Trong đó có 3.800 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 19,7%. 63 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 28,6%. Bình quân một tháng có 17.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên, theo bà Hương, tình hình đăng ký doanh nghiệp quý 1 có nhiều khởi sắc. Trong tháng 3, cả nước có 14.300 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 193.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 93.800 lao động, tăng 96,3% về số doanh nghiệp, tăng 127,3% về vốn đăng ký và tăng 29,2% về số lao động so với tháng 2/2022. So với cùng kỳ năm trước, tăng 28% về số doanh nghiệp, tăng 71,3% về số vốn đăng ký và tăng 28,8% về số lao động. Tính chung trong quý 1, cả nước có gần 34.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 471.200 tỷ đồng và tổng số đăng ký gần 243.500 lao động, tăng 18,1% về số doanh nghiệp, tăng 5,2% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 706.700 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 11.800 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2022 là 1.177.900 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Dân Việt Nam còng lưng gánh nợ công ngày càng chồng chất. Việt Nam thu không đủ bù chi từ năm này sang năm khác, nên các khoản nợ công ngày càng chồng chất và chỉ có nhiều hơn chứ không giảm. Nhiều báo tại Việt Nam hôm thứ Ba 29 tháng 3 dẫn tờ trình của Bộ Tài chính gửi Chính phủ báo cáo nhà cầm quyền phải trả nợ giai đoạn 2022-2024 khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương 52,4 tỷ đô la Mỹ. 3 năm qua, tình hình đại dịch COVID-19 ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam phần lớn dựa vào các nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất hàng hóa để xuất cảng, đánh thuế lấy tiền nuôi chế độ bị ảnh hưởng theo. Ngân sách nhà nước vốn dĩ thiếu hụt thường xuyên lại càng khốn đốn thêm khi hãng xưởng phải đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất. Được biết, nhà cầm quyền sẽ phải vay nợ trong năm 2022 tối đa là 673.546 tỷ đồng, tương đương 29,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm vay bù đắp nội chi ngân sách trung ương là 450.000 tỷ đồng, khoảng 19,6 tỷ đô la Mỹ, và vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương là 196.149 tỷ đồng, khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ. Huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cho vay lại khoảng 26.697 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hồi tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã nêu ra con số nợ công hơn 3,7 triệu tỷ đồng, khoảng 161,8 tỷ đô la Mỹ. Thời điểm này, mỗi người Việt Nam, từ ông bà già còng lưng đến trẻ nhỏ mới sanh, đã phải gánh mỗi người khoản nợ công hơn 37 triệu đồng, khoảng 1.620 đô la Mỹ. Sang năm, vì nợ công tiếp tục gia tăng, mỗi người phải gánh khoảng 40 triệu đồng, khoảng 1.750 đô la Mỹ. Việt Nam chỉ gọi là nợ công đối với các khoản vay của nhà cầm quyền trung ương và chính quyền các địa phương, các khoản vay nợ được chính phủ bảo lãnh, không kể các khoản nợ của các công ty quốc doanh tự đi vay, trái với nguyên tắc tài chính quốc tế. Bởi vậy, tổng số nợ công của Việt Nam công bố bị chỉ trích là không hợp lý. Hồi năm 2016, theo ước tính của ông Vũ Quang Việt, từng là chuyên gia kinh tế của Liên Hiệp Quốc, nợ công của Việt Nam thời gian này đã khoảng 431 tỷ đô la Mỹ, bằng 210% GDP của Việt Nam. Khác xa cách tính che đậy của chế độ để lúc nào cũng khoe nợ công vẫn còn trong ngưỡng an toàn. Báo chí Việt Nam thuộc theo báo cáo của Bộ Tài chính
Nói cho đến cuối năm 2022, nợ công của Việt Nam từ khoảng 45% đến 46% GDP, ngân sách ngày càng thiếu hụt để nuôi guồng máy công cần của nhà nước và hệ thống đảng nên nợ công cứ mãi gia tăng. Việt Nam không có thói quen công khai minh bạch nên không ai biết đích xác những con số thật, hay ít nhất là gần đúng.